xin chào quý vị khán giả của chương trình Thành Phố Hôm Nay. Không biết là quý vị có đoán được là trên tay Thuyết Minh là gì không? Xin được giới thiệu cùng quý vị, đây là một con heo tộc đã qua sơ chế. Ngày hôm nay thì Thuyết Minh sẽ chế biến một món rất là đặc biệt, đó là món heo tộc nướng luôn. Trước khi thưởng thức món ăn này thì Thuyết Minh cũng muốn biết, muốn học lóm một chút về cách chế biến nó như thế nào. Nên là đã nhờ được anh Thành là đầu bếp của nhà hàng Quá Ngon hướng dẫn cho Thuyết Minh. Anh Thành ơi, với một con heo tộc đó, thì mình phải lựa chọn như thế nào để có một món ăn ngon ạ? Thì mình lựa con heo, cái mõm nó dài, cái bụng nó hơi cong và cái lưng nó hơi ẩn xuống thì nó, con heo nó không mập quá mà không có ốm quá, nó vừa phải thì nó sẽ thịt nhiều, nó không có mỡ. Dạ, nhưng mà bây giờ thực sự là Thuyết Minh cũng không hình dung ra được, bởi vì hình như là con heo này là đã được sơ chế rồi đúng không anh? Thì con heo này đã qua sơ chế rồi. Mình đã sơ chế nó như thế nào ha? Cái này mình tẩm ướp bằng những cái gia vị thông thường và những cái cộng với những cái bí quyết của nhà hàng mà anh không thể nào bật mí với em được. Còn cái này là mình đã bỏ vô quay được rồi anh Thành hả? Cái này thì mình sẽ bỏ vô mình quay và canh thời gian nó, mình sẽ trở bề nó qua. Máng như thế nào anh Thành? Thì cái này mình máng lên để cái lớp da nó ở ngoài và ở trong nó lên, và lấy cái này mình đậy nắp nó lại. Rồi nhưng mà khoảng bao nhiêu lâu thì mình sẽ đến mình trở nó một lần? Cái này khoảng 25 phút là mình trở ra và lấy giá cái da nó giòn ở ngoài rồi nó lên màu nó mình khi mình ra luôn. Dạ, vậy là 25 phút là mình sẽ trở, rồi bao nhiêu lâu thì mình lấy ra được? Là khoảng 5 phút nữa mình lấy. 5 phút nữa là được rồi. À, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và đợi 25 phút. Dạ. Nướng là món ăn rất ngon và hấp dẫn, nhưng khi nướng trực tiếp trên than sẽ không tốt cho sức khỏe và dễ bị cháy xém do lửa táp. Nướng lu thì hoàn toàn khác, thịt được làm chín bằng khí nóng và không khí luôn luân chuyển trong lòng lu, giúp miếng thịt vàng rượm và có vị thơm ngon. Lu nướng thường có chiều cao dưới 70cm, bụng phình to. Lu được đặt trên một cái kiện ba chân hoặc đặt trực tiếp trên một cái lò than củi. Đậy lu bằng nắp nhôm nhưng phải hé một chút để hơi thoát lên, giúp lu nóng đều và nhanh. Nãy giờ thì Thuyết Minh cũng đã đợi được khoảng 25 phút rồi. Hãy cùng mở nắp ra xem món heo tộc quay lu của chúng ta chín vàng chưa quý vị nhé. Anh Thành giúp em với. Em nghĩ là da của nó chắc là giòn lắm rồi anh Thành ha. Đúng rồi, cái này nó giòn lắm rồi, nhưng mà mình chờ thêm 5 phút nữa thì nó sẽ giòn hơn, đúng không? Dạ, vậy mình cho nó vô lại anh hả? Anh Thành ơi, bây giờ mình mở ra và mình chặt luôn ha. Cái này mình trước tiên mình quét dầu xong xuôi rồi cái mình mới mở ra mình quét lại cái này. Anh Thành ơi, nhưng mà mình quét dầu này là có tác dụng gì ha anh? Cái này mình quét để mà nó giữ cái độ giòn cho heo giòn lâu lên. Nước sốt này thì chắc là để làm tăng thêm hương vị cho món ăn thôi đúng không anh? Cái này mình quét lên thì để cho nó đậm, món ăn nó được đậm đà.